những chiếc xe máy điện VinFast Grara thời điểm hiện tại đã bắt đầu được đưa về đại lý và chính thức bán ra từ ngày 20 tháng 11 tới. VinFast Grara sử dụng kích thước dài rộng cao lần lượt là 1850mm, 730mm và 1130mm. Chiều cao yên xe là 760mm, cốp có thể tích 22 lít. Khối lượng khô từ 95 đến 116kg từ từng phiên bản. Xe sẽ có hai phiên bản, bản cao cấp sử dụng pin lithium ion của Bosch và bản sử dụng acquy axit chì. Xe có khả năng di chuyển trên quãng đường lên đến 80km với một lần sạc đầy. Thời gian sạc của bản lithium ion là 4 tiếng cho dung lượng pin đạt 90% và sạc đầy mất 6 tiếng. Tốc độ tối đa đạt 50km/h. Cụm pin lithium ion được thử nghiệm với 1.000 lần sạc vẫn hoạt động bình thường và duy trì khả năng lưu trữ 70% dung lượng thiết kế. Grara có đồng hồ điện tử kích thước lớn, thiết kế khá tinh tế, hiển thị đầy đủ các thông tin cơ bản của xe. Xe có khả năng kết nối điện thoại thông minh, định vị GPS, khóa và mở cửa từ xa, đồng bộ thông tin quãng đường, thông số lái xe qua smartphone, tìm trạm sạc, trạm thuê pin, trạm dịch vụ, báo tình huống khẩn cấp qua các số điện thoại đặt trước. Grara có 6 màu gồm đỏ, trắng, xám, xanh, đen và vàng cát. Về giá bán, trong giai đoạn đầu, VinFast sẽ không tính phí khấu hao, không tính phí tài chính vào giá thành sản phẩm và không tính lãi. Giá bán sẽ bằng đúng giá thành sản phẩm theo cách tính nêu trên cộng với chi phí bán hàng. Riêng sản phẩm đầu tiên đã ra mắt thị trường là Grara, VinFast áp dụng mức giá ưu đãi đặc biệt bên cạnh chính sách giá 30. Tổng mức ưu đãi cao nhất lên gần 40% giá thành sản phẩm theo nguyên tắc 30. Mức giá 30 của xe VinFast Grara cho phiên bản lithium ion là 57 triệu đồng, phiên bản acquy axit chì là 34 triệu đồng. Khi áp dụng thêm chính sách ưu đãi đặc biệt, giá xe của VinFast Grara dùng pin lithium ion chỉ còn 35 triệu đồng trên xe cho lô đầu tiên và 39,9 triệu đồng trên xe cho lô thứ hai. Trong khi đó, giá xe VinFast Grara dùng acquy axit chì còn 21 triệu đồng cho lô đầu tiên và 25 triệu đồng trên xe cho lô thứ hai. Hết thời gian áp dụng chính sách đặc biệt, giá xe VinFast Grara sẽ được điều chỉnh dần về mức 30. Các bạn thấy sao về mức giá dành cho mẫu xe điện VinFast Grara? Hãy comment ngay bên dưới clip và đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube để ủng hộ Auto Daily.